Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình sẽ hướng dẫn làm đồ thủ công. Và những video hướng dẫn của mình rất là chi tiết. Mình tin chắc rằng bất kỳ những ai theo dõi video của mình sẽ đều làm được món đồ thủ công này. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một chiếc giỏ bằng len như thế này. Đó. Chiếc giỏ này với những họa tiết là miệng là một cây hoa rất là xinh. Đó. Mình đã làm chiếc giỏ này bằng cách móc len với những mũi móc rất là đơn giản. Và để làm được chiếc giỏ này thì mời các bạn theo dõi video chi tiết sau của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn móc một chiếc khay nhỏ bằng len. Hôm nay thì đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng len màu tím. Các bạn có thể tùy chọn màu sắc nhé. Màu tím sẽ là màu sắc chính của giỏ và sau đó sẽ là màu sắc của hoa và lá cây. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu tím và các bạn sẽ tạo cho mình một đường tròn ma thuật. Sau đó thì các bạn sẽ tạo cho mình, móc thêm cho mình 3 mũi bính. 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn hãy móc vào trong một đường tròn ma thuật này 15 mũi móc kép. Chúng ta sẽ móc vào 15 mũi móc kép nhé. Một, hai, ba, bốn, năm, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn và mười năm. Các bạn sẽ thắt chặt vòng tròn này lại. Các bạn sẽ đếm cho mình này, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ móc vào chân móc thứ ba một mũi móc rời để chúng ta khép. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hàng thứ nhất. Để lên hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Tiếp theo các bạn móc cho mình thêm một mũi móc kép vào cùng chân. Sau chúng ta sẽ móc liên tiếp 2 mũi tăng, đó chính là 2 mũi móc kép vào cùng một chân cho đến cuối hàng. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chân tiếp theo. Chân
một mũi móc kép nữa vào cùng chân đó. Tiếp tục hai mũi móc kép vào chân kế tiếp. Đó, như các bạn quan sát này, hai mũi và các bạn sẽ hoàn thành cho mình hàng này bằng các mũi hai mũi móc kép vào cùng một chân, và đến khi đó thì mình sẽ gặp lại các bạn nhé. Sau khi móc xong tầng thứ hai thì chúng ta cũng sẽ tương tự, chúng sẽ đếm mũi 1, 2, 3, chúng ta sẽ móc vào chân móc thứ ba một mũi trượt để chúng ta sẽ hoàn thành hàng thứ hai. Để lên hàng thứ tư, các bạn tiếp tục móc cho mình lên mang mũi bính 1, 2, 3. Sau khi mang móc 3 mũi bính thì các bạn sẽ móc cho mình thêm một mũi móc kép vào cùng chân. Sau đó thì các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc kép vào cùng một chân. Chân tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ móc cho mình thêm một mũi móc kép vào cùng một chân. Đây. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc kép vào cùng một chân tiếp theo. 1, 2. Đây, các bạn có thể quan sát chỗ này, 2 mũi móc kép, 1 mũi móc kép, 2 mũi móc kép. Mũi tiếp theo thì chúng ta sẽ đan 1 mũi móc kép. Tiếp theo sẽ là 2 mũi móc kép vào cùng một chân. Một mũi móc kép vào cùng một chân. Và các bạn sẽ cũng sẽ lặp đi lặp lại cho mình công thức như vậy. 2 mũi móc kép vào cùng chân, 1 mũi móc kép, 2 mũi móc kép vào một chân, và chúng ta cũng sẽ đan cho đến hết hàng. Mình sẽ gặp lại các bạn khi đó. Vậy là các bạn đã hoàn thành xong vòng đan thứ 3. Chúng ta cũng sẽ đếm mũi nhé, 1, 2, 3, và chúng ta sẽ móc vào chân móc thứ 3 một mũi trượt. Bây giờ tiếp để móc hàng tiếp theo thì các bạn hãy móc lên cho mình 3 mũi bính. Bây giờ nữa chúng ta đã làm xong phần đế rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bên lên thành. Để móc lên thành thì các bạn sẽ móc cho mình các mũi móc đơn, các mũi móc kép vào chân móc bên ngoài. Các bạn quan sát này, chúng ta sẽ có hai chân móc như thế này. 1 và
2. Ở các mũi trước thì chúng ta đã xuyên qua cả hai chân móc, còn lần này thì các bạn sẽ chỉ móc cho mình khoảng chân móc ở bên ngoài nhé. Đây sẽ là chân móc ở bên ngoài này, chúng ta sẽ móc các mũi móc kép. Các bạn sẽ đan cứ thế đan cho đến hết hàng và mình sẽ gặp lại các bạn khi đó nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hàng móc tiếp theo. Các bạn cũng sẽ đếm 1, 2, 3 chân móc và chúng ta sẽ móc vòng chân móc này một mũi trượt. Để móc lên hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc cho mình thêm 3 mũi bính. 1, 2, 3. Sau đó các bạn ở chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép. Chúng ta sẽ đan cả hai dây nhé. 1 2 Tiếp theo là một mũi móc kép nữa. 1 2 Sau đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc một mũi bính. Chúng ta bỏ chân móc tiếp theo nhé. Đây, hiện tại chúng ta đang ở chân móc này. Chúng ta bỏ chân móc này và chúng ta sẽ đan vào chân móc tiếp theo là một mũi móc đơn, một mũi móc kép. Tiếp theo các bạn đan cho mình hai mũi móc kép. Sau khi mà đã được 3 mũi móc kép thì các bạn mơn cho mình một mũi bính. Chúng ta bỏ một chân móc và đan 3 mũi móc kép vào 3 chân móc tiếp theo. 1 2 3 Lên cho mình một mũi bính và bỏ một chân móc. Móc 3 mũi móc kép. 1
2. Lên một mũi bình, một và ba chân móc, ba mũi móc kép tiếp theo, một hai ba, một mũi móc xích, bỏ một chân móc, chân móc tiếp theo, ba mũi móc kép, cứ ba mũi móc kép thì các bạn bỏ một chân và các bạn lại móc cho mình một mũi bính ở cái chân bỏ đó, và chúng ta sẽ đan cho đến hết hàng. Sau khi kết thúc vòng len thì các bạn sẽ được như thế này. Đó cũng chính là thành của chiếc giỏ. Đây. Ở đây mình sẽ móc hai hàng tương ứng với là chiều cao của giỏ sẽ là như thế này. Nếu các bạn muốn chiếc giỏ của mình cao hơn thì các bạn sẽ đan nhiều vòng, đan nhiều hàng len như là hàng vừa rồi hơn. Đấy. Hàng mà chúng ta đan 3 mũi móc kép bỏ 1 mũi. Đây, cứ 3 mũi móc kép chúng ta bỏ 1 mũi. Các bạn sẽ muốn chiều cao của nó hơi cao hơn thì các bạn sẽ đan nhiều hàng hơn nhé. Và mình sẽ đan 2 hàng và mình sẽ kết thúc hàng ở đây để chúng ta sẽ chuyển sang phần trang trí. Chuyển sang phần trang trí đó chính là phần lá. Phần lá cây trước thì mình sẽ sử dụng màu xanh. Các bạn quan sát, cứ mỗi hàng chúng ta bỏ mũi thì chúng ta sẽ tạo ra một đợt khoảng trống như này. Và chúng ta sẽ đan phần lá vào trong những khoảng trống này. Đầu tiên thì các bạn cũng sẽ lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ thực hiện đan cho mình các mũi gộp, các mũi kép gộp. Chúng ta sẽ gộp 3 mũi kép. Các bạn sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ vẫn lấy len để thực hiện mũi kép như bình thường. Chúng ta sẽ thực hiện bước đầu tiên là lấy len và đưa qua hai vòng len. Chúng ta dừng lại, chúng ta không thực hiện bước tiếp theo và chúng ta sẽ lấy len để làm mũi móc kép thứ hai. Chúng ta cũng sẽ thực hiện bước đầu tiên và dừng lại, mũi móc kép thứ ba. Sau đó các bạn lấy len và các bạn sẽ đưa qua toàn bộ các vòng dây vừa rồi. Đó. Tiếp theo thì các bạn lên cho mình 3 mũi móc xích. Các bạn cũng sẽ làm như vậy, 3 mũi móc kép gộp vào cùng khoảng trống đó nhé. Phần này thì chúng ta sẽ cần sự khéo léo một chút. Bước đầu tiên. Tiếp theo là vòng thứ hai. Bước đầu tiên. Mũi thứ ba. Bước đầu tiên và thực hiện qua 4 vòng trên dây. Như vậy sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang phần ô trồng thứ hai. Các bạn cũng sẽ móc cho mình 3 mũi móc kép gộp.
Sau đó thì các bạn sẽ men cho mình 3 mũi bính. 1 2 3. Tiếp theo móc 3 mũi kép gộp vào cùng khoảng trống đó. Lấy lên và đưa qua tất cả các vòng. Tiếp tục sang khoảng trống tiếp theo. Kép gộp. Và các bạn sẽ thực hiện lặp đi lặp lại như vậy cho đến cuối hàng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong vòng đan trang trí lá và các bạn cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi trượt vào chân móc thứ ba. Đó, như thế là chúng ta đã thấy viền lá xanh rồi đúng không nào? Rất là xinh. Và phần hoa thì mình sẽ sử dụng len màu vàng. Các bạn quan sát này, ở giữa mũi hoa ba mũi móc xích thì chúng ta có một khoảng trống như này và chúng ta sẽ đan phần hoa vào đây. Để đan phần hoa thì các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi gộp. 4 mũi móc kép đôi. Mũi móc kép. 1 mũi. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. Và 5 mũi. Sau đó các bạn cũng sẽ móc qua cả 3 vòng móc. Tiếp theo, ở giữa mỗi hai lá này chúng ta có một mũi như này và các bạn sẽ ban cho mình một mũi móc đơn vào đó nhé. Ở vòng tiếp theo thì các bạn tiếp tục đan cho mình gộp 6 mũi móc kép đơn. 1 2 3 4
5 và 6. Các bạn lấy len và móc qua tất cả các chân móc. Tiếp theo các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo là 6 mũi gộp. 1 2 3 4 5 và 6. Các bạn lấy len và trượt tơ qua tất cả các vòng len. Một mũi móc đơn, 6 mũi móc gộp. 1 2 3 4 5 6. Lấy len và trượt qua tất cả các vòng len. Tiếp theo là 1 mũi móc đơn, 1. Và các bạn sẽ móc như thế cho mình đến hết hàng nhé. Sau khi mà đã hoàn thành trong vòng đan thì chúng ta sẽ được một chiếc giỏ như thế này với những cây hoa rất là xinh. Với những chiếc len thừa này thì chúng ta sẽ sử dụng kim khâu len để các bạn sẽ giấu len vào bên trong. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc giỏ rồi. Các bạn có thể đặt chiếc giỏ này trên bàn và đựng những đồ vật nhỏ nhắn, hoặc là các bạn có thể đựng những chiếc khuyên tai hoặc dây chuyền của mình vào đây. Rất là đáng yêu đúng không nào? Chúc các bạn thành công nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.